Cũng trong sáng nay, quận Thanh Khê long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022, đến dự và động viên tân binh có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Năm nay, quận Thanh Khê có 217 thanh niên lên đường nhập ngũ, đều đảm bảo đáp ứng tốt các chỉ tiêu và chất lượng giao nhận quân. Trong đó có 170 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 47 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Tại buổi lễ, lãnh đạo quận đã động viên giao nhiệm vụ cho các tân binh này. Ngày hôm nay, 217 thanh niên của quận nhà về với các địa phương quân đội và công an được sống học tập và rèn luyện trong môi trường chính quy, nơi ấy là trường đào tạo để các em có cơ hội trải nghiệm, rèn giũa trở thành những quân nhân cách mạng. Tôi mong rằng các em hãy luôn yên tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, cố gắng học tập, công tác và rèn luyện, phấn đấu xứng danh bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng là niềm tin của đảng bộ và nhân dân quận nhà mong đợi. Tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Trước sự quan tâm của chính quyền địa phương và thành phố, các thanh niên nhận lệnh nhập ngũ đều yên tâm, tư tưởng, bày tỏ quyết tâm cao, phát huy truyền thống của lớp cha anh đi trước, rèn luyện sức khỏe học tập trong môi trường quân ngũ. Gia đình em thì cũng đã có một người anh đã từng đi trước rồi. Và em thì tới tuổi thì em cũng đã vượt qua được kỳ thi tuyển chọn. Cho nên là em cảm thấy rất là tự hào và vinh dự khi được Tổ quốc đón nhận. Trong môi trường quân đội thì em sẽ cố gắng rèn luyện và bản thân cho mình thật tốt. Giúp ích sau này ra đời còn giúp ích cho thầu rất nhiều. Em rất là vinh dự và hào hứng khi mình đại diện thanh niên nhập ngũ năm 2022. Em hứa là khi vào quân ngũ, em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 217 thanh niên ưu tú của quận Thanh Khê đợt này được nhập ngũ vào 7 đơn vị gồm Bộ đội Biên phòng, Công an thành phố, Trung đoàn Bộ binh 971, Lữ đoàn Thông tin 575, Sư đoàn Không quân 372, Lữ đoàn 683, Tổng cục Hậu cần và Trung đoàn Bộ binh 38/12. Lễ giao nhận quân năm nay diễn ra ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo trang trọng, ấm áp và an toàn, thực hiện nghiêm quy định phòng chống COVID-19. Qua đó tiếp thêm động lực cho thanh niên Thanh Khê hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.